thiếu niên thức trắng 11 đêm để phục vụ khoa học, và đây là những gì đã xảy ra. Năm 1963, có hai cậu thiếu niên quyết định bắt tay vào làm một dự án khoa học, và cuối cùng chẳng ngờ ghi danh vào kỷ lục Guinness Thế Giới. Lưu ý, tuyệt đối không bắt trước. Năm 1963, Randy Gardner và Bruce McAllister quyết định thực hiện một dự án khoa học, cố gắng thức lâu nhất có thể và xem chuyện gì sẽ xảy ra. Ban đầu, hai cậu thiếu niên 16 tuổi muốn tìm hiểu ảnh hưởng của giấc ngủ đến các khả năng tâm linh bất thường, Paranormal Ability, nhưng phải từ bỏ ý tưởng này vì nhiều lý do có thể nói ngắn gọn là quá phi lý để thực hiện. Thay vào đó, họ quyết định tìm hiểu ảnh hưởng của việc thiếu ngủ đến khả năng nhận thức tâm lý và hoạt động thể chất. Ý tưởng đã có, việc còn lại là, tung đồng xu xem ai là người được, ngồi nghiên cứu, và ai phải hy sinh giấc ngủ của mình. Rang đi thua, có chơi có chịu, cậu chuẩn bị tinh thần để thức trắng nhiều đêm liên tục. Thí nghiệm của họ đáng lẽ đã kết thúc một cách vô nghĩa nếu không có một tờ báo địa phương đứng ra đăng tải và thu hút được sự chú ý của tiến sĩ nghiên cứu giấc ngủ william c dermen từ dh stanford tôi có lẽ là người duy nhất trên trái đất lúc đó từng làm một nghiên cứu về giấc ngủ tiến sĩ dermen cho biết bố mẹ của randy đã rất lo lắng sợ rằng nó có hại cho sức khỏe của cậu ta bởi khi đó chẳng ai biết liệu việc thiếu ngủ có khiến chúng ta chết hay không nhìn chung rủi ro chết không phải là không có những nghiên cứu trước kia về giấc ngủ cho thấy việc thiếu ngủ có thể gây ảo giác, hoang tưởng và nảy sinh nghi kỵ. Thậm chí, thí nghiệm trên mèo còn dẫn đến cái chết của một chú mèo nhà sau khi bị ép thức suốt 15 ngày liên tục. Bởi vậy, bố mẹ của Randy đã xin tiến sĩ Dermen giám sát thí nghiệm của con mình, cùng với trung sĩ John G. Ross từ đơn vị nghiên cứu tâm lý học thần kinh hải quân tại San Diego. Chuyện gì đã xảy ra? Để giữ cho Randy thức, nhóm nghiên cứu để cậu ta phải vận động nhiều từ chơi bóng rổ cho đến bắn bóng họ không cho cậu ta nằm xuống bắt phải nói chuyện khi đi toilet hoặc vào phòng ngủ đề phòng cậu lén chợp mắt giai đoạn đầu thí nghiệm diễn ra khá suôn sẻ một ngày không ngủ chưa ảnh hưởng lắm ngày thứ hai randy gặp khó khăn trong việc xác định vật thể chỉ bằng xúc giác ngày thứ ba tâm trạng cậu ủ dột hơn gặp khó khi phải uống lưỡi đến ngày thứ bốn cậu bắt đầu lẫn lộn ký ức và ảo giác bắt đầu xuất hiện tôi đã tưởng rằng mình là một cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng vô lâu. Randy trả lời một bài phỏng vấn sau thí nghiệm một năm. Ảo giác tiếp tục xuất hiện trong những ngày sau đó. Randy nhìn thấy khu rừng chạy qua trước mặt, thay vì hình ảnh trong ngôi nhà của cậu. Vào lúc này, mọi thứ tôi làm chỉ đơn giản là vào toilet. Không còn hưng phấn nữa, mọi thứ cứ trầm lắng dần, giống như có ai đó chà phẳng não tôi vậy. Cơ thể tôi cứ lê lết, trong khi thần trí rất đứt đoạn. Những ngày kế tiếp, Tốc độ nói chuyện của Randy chậm dần và nội dung bắt đầu. Lung tung. Trí nhớ của cậu cũng tệ hẳn đi. Cậu có thể nói một câu nhưng dừng lại nửa chừng. Hoặc vì quên mất mình định nói gì. Hoặc do mạch nói bị ngãn vì một suy nghĩ mới. Dẫu vậy, cậu vẫn có thể chơi bóng bàn. Giống như bất kỳ ai thiếu ngủ, Randy bắt đầu mắc chứng hoang tưởng. Trước cậu có Tom Rouse, người nắm giữ kỷ lục Guinness thời điểm đó khi không ngủ tới 260 h. hát. Một người khác là DJ Peter triết Thức Trắng không hát và đã gặp ảo giác rằng các bác sĩ sẽ chôn sống anh ta. Ảo giác ấy lớn đến mức anh bỏ chạy giữa thí nghiệm, trên người mặc rất ít quần áo. Ngày thứ 11 cũng là ngày cuối cùng, đi gần như vô cảm và phải cân nhắc liên tục mới có thể trả lời. Các bài kiểm tra tâm lý kết thúc rất nhanh, vì cậu gần như quên sạch mình đang làm gì. May mắn là đi không gặp các hiệu ứng quá nghiêm trọng từ việc thiếu ngủ. Cậu thậm chí còn phá kỷ lục của Tom raus trở thành người thức lâu nhất thế giới. Kết thúc thí nghiệm, cậu được giám sát rất chặt chẽ và sức khỏe dần khôi phục về trạng thái bình thường. Báo cáo thí nghiệm kết luận rằng khi thiếu ngủ, một phần của não bộ đã bị bắt cóc, gần như không hoạt động. Hiện tượng này sau đó được xác nhận có xảy ra ở thí nghiệm trên chuột, với việc khu vực thần kinh vỏ não bị tắt hẳn khi chúng thiếu ngủ. Randy không phải là nhân loại đầu tiên buộc phải thức nhiều hơn một đêm. Có lẽ đây là cơ chế tiến hóa của não bộ, để có thể tự tắt đi và bảo vệ nó khỏi những tổn hại. Một phần não bộ tắt đi rồi phục hồi, trong khi phần khác vẫn thức. Nó lặp đi lặp lại, qua đó khiến những hiện tượng tồi tệ hơn không xảy ra. Sau rang đi.